tóc tay ghê quá. Cả nhà mình đang đi đăng ký bơi cho Sophie Henry cả nhà, gió quá. Lo hả, nó chưa mở cửa hả? Ta chưa mở cửa hả? Dạ. Cái này đi, khá đi nè. Henry nó sợ, nó không muốn đi học bơi cô chú. Bà Sophie thì muốn đi học bơi, còn Henry thì không có muốn đi học bơi. Nó sợ lắm. Đó, lên xe đi về nhà. Come on, Sophie. Like my okay. I think got it. You caught it. And then you wanna check it? You wanna get it out? Yeah. You Daddy got it. Đây, yeah. Oh, bắt được con chuột nó đào cái hang này cả nhà. Tí nữa. Bắt được nó rồi. Yeah, sao mà lại được? You must do more, okay? You yeah. Chill there. Hôm nay qua làm bánh bao, cả nhà bánh bao qua làm sẵn nè, bột sẵn rồi nè. Bột á thì nó theo hướng dẫn cũng dễ lắm chứ không gì khó, mua bột sẵn trong bịch á, bột Vĩnh Thuận á. À, để hồi nãy giờ nó nở rồi, bây giờ mình sẽ phân bột ha. Nở sót ghê luôn cả nhà. Giờ mình sẽ phân ra tí xíu mình làm. Người ta có cái đồ phân bột, mình không có, đồ phân bột mình lấy dao. Là lần đầu tiên mà anh làm bánh bao mà làm bằng bột sẵn á. Phần vỏ bánh này, không bánh được cái chưa? Tí xíu mình sẽ cán ra. Mình đang hấp nhân cả nhà. Bên đây thì mình có nồi nhân đang hấp nè. Đây là trong này có thịt bằm, củ sắn. Rồi xong cái củ sắn mình bầm ra, xong cái mình dắt nước. Mình trộn muối đường, bột ngọt, tí tiêu. Ở trên giữa mình có để trứng gà. Như con như đâu đây? Đây cái này nhân quanh nhân hấp rồi nè cả nhà. Đây sẽ làm bánh bao. Bánh bao này cũng dễ làm ha. Dễ làm. Ngày xưa thì hơi khó chứ bây giờ thì dễ. Bột mình cũng phân sẵn rồi nè. Rồi cán cái vỏ mỏng mỏng ra là được. Ngày trước á, bà ngoại làm á, thấy cực lắm, lâu lắm. Mà đó bà ngoại mình làm bánh bao ngon lắm, cho nên là thích làm bánh bao, thích ăn bánh bao bà ngoại làm. Cán ra. Bột quá thì làm theo cái hướng dẫn của cái bịch đó. Nó kêu làm sao thì làm y chang vậy chứ cũng không có gì đặc biệt. Còn nhân á thì hai cha liên chết rồi công chúa vô tới à. Making some stuff for my king. Chung là quá nắng không có đẹp lắm cả nhà, kệ nó đi, nó đừng bung ra là cảm ơn rồi. Lâu lắm không nắng bánh bao, không biết nắng sao nữa. Đây nè, đây đi xuống đẹp đâu. Mở miệng đâu chào. Dạ chào. Sophie cho nó ngủ xong rồi nó dậy cái giờ nó quậy cô chú ơi. Chưa. Cái mì. Nó quậy cho nên là phải cho nó làm cô chú ơi. Hai đứa này nó vậy rồi, cán cho mẹ, cán toàn ra, cán ra, cán rồi cho nó cán cho mình làm. Cái bàn này mình lau sạch tại mình để dưới bàn luôn nha cả nhà, nó có lót miếng giấy rồi. Cho nó cán đi, mình làm tay không cũng được, cán đi, cán toàn ra, không toàn ra. Lâu lắm không có làm video cho cô chú xem, không có làm video cho cả nhà xem, chắc mọi người chắc quên gia đình của anh này.
Tại ở nhà không mà cả nhà đâu có gì đâu làm. Cứ quay video không có cái gì hết trơn. Nên thôi luôn. Rồi 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 rồi, tới anh. Rồi tới anh hai đi. Sophie được cái gì nó cũng nhường anh đó hết cả nhà. Cái nhân á mà mình hấp sẵn á cho nên nó cũng dễ, cũng dễ đấy cả nhà. Túm lên. Cái bột này nó cái bột sẵn này nó nhưng mà quanh sẵn không đẹp cả nhà. No, baby. Cái bột này họ làm cái bột sẵn này nó mềm ghê cả nhà. Bởi vậy con làm đi, làm cái nữa. Anh hai qua bên này, anh hai qua này cho em qua bên này để em đứng nhé. Sorry. Thì con lần toàn toàn đẩy ra nữa cho mỏng ra nữa. Ê cho nó mỏng ra. Kiếm chuyện cho nó là cho em đẩy với, cho em đẩy hơi thân lắm. Nó phải bự thật là bự vậy nè. Chưa bự nữa. Ừ phải làm cho nó biết gà mới được. Công nhận cái nhân mà nó bột nó làm sẵn cả nhà, nhìn nó cái kiểu như là nó mềm ghê, không biết ngon không thì mình chưa biết, để lát ăn thử. Lần đầu tiên làm nhưng mà thấy cũng dễ, không đến nỗi khó. Nắng sao mà cái đầu của nhỏ không có hoa gì luôn. Ngày xưa bánh nắng bánh bông lan bánh cũng được lắm, sao giờ nắng dở như trời. Thôi kệ đi, kệ đi nha cả nhà. Lâu chai này ở Việt Nam chứ chai này gì, ca lại đi ca sao. Mẹ chị băng con sang chai nhà băng. Con cầm cây đờn con cầm cây đờn con hát cho mẹ về, hát cho mẹ về với con. đừng đó, con chỉ hát coi gắn cái áo rồi. Nhớ nhà thôi, nhớ ngoại quá thôi con, nhớ Việt Nam quá thôi. Anh hai nói ca về đó là mỗi lần người ta làm bánh bao thì người ta ca. Đây cái nhà ơi, bánh hấp bánh chín này nè, bánh nói chung là cũng không đẹp lắm đâu. Giờ mình chẻ thử. Đây. Của Show Henry là có bánh bao không nè, của con bao không. Lăng. Show Henry ăn với mẹ nha, để mình chẻ thử coi ngon không. It's a big one. Have a small one. Okay, nè, small one của con nè. I want this. Rice rolled up. Cái bột nó cũng mềm cả nhà. Đây. Đây lần đầu tiên mà anh làm bánh bao bột sẵn á, chứ lúc trước anh tự làm bột không mà. Thấy nó cũng nở cả nhà. Rồi ăn thử coi. Sao biết ngồi xuống. It's so good. Why is it so good? Why is it daddy? No. In my bun. No. That in my bun. You can't put that in my bun. Có lẽ là quên làm không ngon. Cái bột bánh này nó hơi khô. Yeah. The lucky bun is so cool. Say again, that lucky bun. Cái nhân bánh nó hình như chưa tới, nó lạc quá. That's mommy, my son, mommy. Không ngon bằng của bà ngoại làm, phần nhỏ ăn. Bà ngoại làm bánh bao ngon.
Nhưng không bằng. Nhưng mà mới lấy này chỉ cho mẹ. Cái bột nó hơi dẻo, dẻo quá. Nó không có. Nó vẫn nở nhưng mà nó dẻo. Biết sao không? Rất gì? Đó sụp gì? Nó không giống bánh bao ngoài mình xưa ngoại làm, ngoại qua làm ngon. Rất cực. Ờ, cái cũng được. Cũng được. Cái bột thấy nó cũng mềm lắm nhưng mà sao nó chín, nó gọi nó cũng chưa gọi là nở lắm. Nó có độ dẻo. Nói chung là cũng được. Chưa ngon, không ngon lắm mà cũng được. Chiều nay thì nhà Quanh ăn gà nướng cả nhà. Gà nướng curry, cái này là chồng Quanh nướng mà không biết sao mà nướng không thấy nữa. Gà này nó nướng nhiều quá, nướng nó ra nước vậy nè. Gà nướng curry. Sophie tới giờ ăn cơm mà Duy buồn ngủ rồi. Đi xuống ăn rồi đi ngủ đi con. Hôm nay con ăn gì Henry? Henry. Nana. Ăn trứng nướng. Hôm nay nhà Quanh ăn trứng nướng nè, bên kia thì gà. Hello Daddy. Nguyên ngày mới thấy nó đi trong này. What is mama? Hả? Cái video hôm nay trong nghĩ chắc cũng dài rồi cho nên là Quanh không có quay ăn tối. Chỉ quay sơ sơ cập nhật tình hình là lúc cả nhà Quanh như thế nào thôi, lâu quá không có làm video cả nhà. Sophie ơi, Sophie nó đang lạnh, nó tắm xong cái nó gọi đầu rồi nhưng mà chắc có lẽ là nó không có ngủ trưa, nó đang mệt đó cả nhà, cho nên nó nói lạnh nó để khăn, nó để cái mền phía sau. Sophie, hello Miguel, lạnh đó con, tóc hôm nay dài quá rồi kìa. Sophie, tóc dài. Thôi bây giờ nè, Sophie bye bye cô chú đi. Nhà Quanh ăn tối cả nhà, bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Bye. Bye cô chú, hẹn gặp lại. Sophie, Daddy, bye bye. Bye. Bye chú chú. Bye cô chú chú hả? Bye bye. Sophie ăn thử cho Henry. Nhà bình thường Henry không có chịu ăn, hôm nay để cho Henry nó ăn cho cô chú coi nha. Nó chỉ ăn được mỗi cái ức gà thôi đó cả nhà. Đúng là tay con luôn á. Ức gà mà ức gà trắng. What happened? Mới xong. Sophie nó rồi quay nó cả nhà ơi. Rồi Sophie, Sophie ăn cho cô chú coi đi. Gà xinh lịch lãnh quá hả? Phía sau xin xoay phía. Cho biết coi, ca đây con mẹ đi băng. Mẹ đi băng. Chơi phi mama. Thôi mẹ tắt máy quay nha. Hôm nay nhà Quanh làm mất cái mic rồi cả nhà ơi. Cho nên là đã mua cái mic, nó bị hư cái mic rồi. Cho nên tiếng nó sẽ bị vang á. Bye Henry. Bye Henry. Thấy khó nhiều mama. Hả? Thấy khó nhiều.